John Cena, tèo 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 tèo. Hả? Cảm ơn đại ca ạ, là tôi đây. Ok, 5 người đợi tuyển chọn, hãy đứng qua đây, và đợi xe đến đưa đến căn cứ bí mật nào. Tôi phải nói, tôi xứng đáng có mặt trong danh sách 5 người được thăng chức đó. Hả? Thằng Phi nó này bị ảo tưởng à, buồn cười quá đi mất. Vậy cả hai tụi bay solo với nhau đi, thằng nào thắng là được chọn. Ồ, thật hả? Ok, được thôi, tôi đồng ý. Tưởng gì cái thằng Phino này ý xìu, tao hắt xì một cái là bay luôn ấy chứ. Đứa nào tay xuống đất lại bị lợi. Trận chiến bắt đầu. Linh hồn của... Linh hồn của người gái ba lê. Ồ... Cái gì thế? Sao hôm nay thằng Phino mạnh vậy? Yeah, tuyệt vời, anh vào đấy hay quá. Thưa đại ca, em đã thắng rồi, vì em được thăng chức rồi chứ? Được rồi, do Phino đã đánh bại được và giành được vị trí thăng chức. Chờ một tí đi, sẽ có xe chở tụi bay lên căn cứ thôi. Ồ, xe đến rồi, tụi bay lên xe đi. Cuối cùng cũng thành công, bây giờ đến căn cứ của bọn chúng nào. Sau khi đến nơi, mà sẽ tiết lộ địa chỉ cho đồng đội đến đó. Đi thôi. Tất cả là hết chưa? Thánh gia an toàn vào, chúng ta sẽ đến đó trong 2 tiếng đấy. Hay lắm, Violet đã lên xe rồi. Cái hạt của chúng ta đã hành công được bên nữa. Bây giờ thì chúng ta nên làm gì đây ạ? Có nên gọi anh Violet để kiểm tra tình hình không? Không đâu, như thế thì rất là nguy hiểm. Điện thoại Violet mà đổ chuông hoặc là rung lên là bọn chúng sẽ chú ý ngay. Tốt nhất là chờ Violet liên lạc cho chúng ta trước đã. Thế bây giờ chúng ta dọn dẹp bọn họ thằng bí ẩn kia được chưa vậy? Được rồi, Violet đã lên xe thành công. Nên chúng ta không cần phải lo sợ manh động nữa. Tiến lên nào, cùng nhau bắt bọn chúng lại nào. Ok, thưa tiền bối. Khoan đã mọi người. Hả? Là chuyện gì nữa vậy? Mọi người nhìn kìa, vừa có thêm người nữa xuất hiện. Hả? Thật sao? Hay, hẹn nữa quá. Người giúp việc đâu? Mình nói cho ta mau. Vâng, hơi chị Huy. Hồi bí ẩn mà cũng có hầu gái sao? Ngộ thiệt. Nước ở đâu vậy? Đây rồi. Trông bạn ấy có vẻ lúng túng, có vẻ như là không quen với công việc lắm. Ủa kỳ vậy? Bình với còn nước sao không đổ ra được? Được rồi, bây giờ mình sẽ làm cho nước đổ ra. Trời ơi, cái đồ hồi đổ này, tôi nhờ lấy một ly nước thôi mà đổ hết cái thùng là sao hả? Tôi xin lỗi, tôi sẽ dọn dẹp lại đống này à. Sao mà giống cô Ashley quá vậy nè? Đâu có giống gì đâu à, cô ta tóc nâu, cô ấy tóc vàng mà. Không phải là giống nhau vậy tóc, ý của gia kia là hoạt động như nhau ấy. Thôi vào cuộc nào, chỉ là người giúp việc thôi mà, có phải ai đâu mà sợ. Đi. Tấn công. Này, xin chào. Trời, có kẻ lạ mặt kìa. Ngươi là ai hả? Thật là đáng xấu hổ. Các ngươi hãy đang ở nơi chim mà không biết bộ đồ ta đang mặc hay sao mà còn hỏi hả? Để ta nói một lần cho các ngươi biết. Ta chính là cảnh sát giặc. Cứu tôi với. Nước nhiều quá vậy. Tôi không biết bơi. Hai, tưởng gì ghê gớm lắm, hóa ra là chú bé đường. Tụi bay đâu? Trói hắn ta lại. Tiền bối Yaki. Ôi không, tiền bối Yaki bị trói lại rồi. Hả? Thằng đứa nào nữa vậy? Bọn tôi là cảnh sát, kiêm việc làm thợ săn đây. Các người đã bị bắt. Cái gì? Hai đứa nữa à? Chỉ là hai đứa con gái thôi mà, đúng là ảo tưởng. Nhắm lại bọn ta không? Ủa, chị Emma ơi, em nhớ là chị Emma đi vô đây với chúng ta mà. Mà chị ấy đâu rồi? Chị cũng không biết nữa em à. Còn một đứa nữa sao? Hả? Nhìn kìa. Ừ.
tuyệt quá, một mình dễ hạ gục hết đám lính rồi. Xin chào, ta là Marigo, mau ra hàng lẹ đi, ta còn phải đi ăn tối nữa. Marigo, trời, tình liên thợ sao cấp cao đi mà, ta cứ tưởng ngươi đang hạ đầu ở nước ngoài chứ. Đúng là như thế, bọn ta đang quay trở về nơi chim, để dọn đám đá các ngươi đây. Tụi bay đâu, sao còn nằm ấy nữa, đứng dậy mau, đứng dậy. Rõ, thưa đại ca. Hãy bọn nó nhảy cá rồi. Chúng tôi sẽ lo lắng đến này cho cô Marigold, hãy lắm bảo tên chỉ huy nhé. Được thôi, như ý các bạn vậy, tên chỉ huy này cũng yếu mà. Cái gì, người lại yếu cơ? Quả là sự xứ phạm vấn lòng tự trọng người đàn ông lĩnh như ta. Ta thấy là người đến mùi lao hổ, linh hồn của tội phạm truy nã những năm 90, đầu bếp sát thủ. Hả? Thế nào nghe lạ hắt vậy? Chị đã từng nghe qua câu chuyện về đầu bếp sát thủ rồi. Hắn là một trong những nỗi kinh hoàng ở nồi chim vào những năm 90. Ban ngày hắn là một đầu bếp mẫu mực, nấu ăn rất là ngon trong một nhà hàng, tận tâm với từng chi tiết nhỏ. Và đặc biệt là hắn chỉ luôn sử dụng một con dao, không bao giờ đổi. Nhưng mà có ai biết được rằng ban đêm hắn ta lấy con dao làm bếp đó thường hay sử dụng để đi săn người. Chị em ăn kể nghe sợ quá đi, hắn ta ăn thịt người á. Không phải, đó là sở thích của hắn thôi. Người xuất phẩm danh dự của ta bao nhiêu thì ta sẽ chém bấy nhiêu nhé. Chị Marigo, phải cẩn thận. Hả? Trời, chị Huy, chúng ta có hai món chiếc Huy nào. Sợ. Này, ở hộ các người là bọn ta hay chim à? Hả? Trời, con bé này không phải là dạng vừa đâu. Anh hãy cẩn thận. Ê tụi bay, con nhỏ này có vẻ yếu hơn nè. Chúng ta tấn công nó đi. Hả? Yếu hơn? Chịu hồi chôn. Trời, tụi bay. Xin chào. Anh em, tụi bảo vệ nó lại nào. Nó mà không có gì để ném là con bé vô dụng ngay. Thôi chết rồi, ở đây không có gì để ném hết. Để coi nào, cỏ nè. Ôi không, tờ giấy nè. Thôi chết rồi. Mày biết phải làm gì rồi. Mày sẽ nâng tên này lên và nát ngang cái bọn chúng. Có ngồi lại gần đây con bé kia. Ôi, hắn có dao kìa, nguy hiểm quá. Chị Inma, với em với. Thôi chết, Ashley là nguy. Hãy cho Ashley một cây rìu đi. Ý, cây rìu đây rồi. Cảm ơn chị Inma, cảm ơn John. Hả, cái gì thế, một cây rìu khổng lồ. Bây giờ hãy để lại ta ra tay đi. Hả? Ui da, đau quá. Mới thấy là đã đau rồi à? Đứng dậy đi nào. Tôi xin đồ hàng, tôi xin đồ hàng. Biết được thế là tốt. Yeah, thế là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôi có thể ăn tối. Hả? Xong rồi sao? Nghe nói vậy. Ý, chị muốn ăn tối hả? Em cũng thế nè, em biết gần đây có quán lẩu ngon lắm. Vậy sao? Chà, con bé khá đấy, biết nấu ăn, biết luôn các nhà hàng ngon nữa. Thôi được rồi, chúng ta mới nói tụi này lại đi. Sao vì rồi chúng ta còn đi ăn nào. Chị Mary, cái thằng sau lưng kìa. Hả? Cái gì? Hả? Người do nó lén thôi sao? Vẫn còn chưa dậy đúc bài học à? Tôi Ồ, giờ kia nó tỉnh lại rồi kìa. Nãy giờ ta ngủ ngon lắm, giờ thì đến lượt ngươi đi ngủ nha. Ta không có đầu nha. Ta không có đầu sau cú đấm cứu người nhé. Wow, cảm ơn anh bạn, mạnh thiệt. Hóa là sức mạnh của cậu là ngủ để nạp năng lượng à. Quá là một loại kỹ năng ngộ nghĩnh. Hả? Tôi đâu có ngủ gì đâu. À, cô hiểu nhầm rồi. Hồi đây sức mạnh của tôi không phải là ngủ, mà đó chính là... Cô tôi ơi, tôi không biết bơi. Trời, lần thứ
Ra vậy, hóa ra bơi lại giúp cho tăng sức mạnh, thật là kỳ diệu. Chả hiểu nổi, một vũng nước đổ ra từ cái bình nước mà có bị ngạt sao? Chỉ mà có lẽ là lần sau chúng ta nên đưa tiền bối đi tập bơi thôi. Mà giờ tôi mới để ý, nước ở đâu ra quá trời dưới sân vậy? Chị quên rồi sao? Lúc nãy có một cô gái giúp việc là đỡ làm đổ nước xuống rồi, cho nên... Ủa, cô ta đâu rồi? Lúc nãy em còn thấy cô ta còn đứng đó cơ mà. Có lẽ là do lúc nãy chúng ta đánh nhau, cô ta sợ quá nên bỏ chạy rồi. Này, tôi mất tiểu quá, tôi có thể đi tiểu được không? Im đi, tôi giấy trò hả? Mất tiểu quá thì cứ tè ra quần á. Thật là ác độc. Nhưng mà chúng ta phát hiện trên bọn này đến khi nào đây? Bao giờ họ thời gian mới tới đây đưa giống mày đồn vậy? À, cỡ 15 phút nữa họ mới đến được. Giờ đang có đường bị kẹt xe. Ôi, chán thế. Tôi đang đói lắm rồi đây. Thế là em đặt đồ ăn cho. Nó cũng ở gần đây lắm, nó sẽ đến nhanh thôi. À, vậy cũng được. Ô, cô giúp gì lúc nãy kìa, cô ta quay lại à? Cô ta đang lau cái vũng nước đó. À, em hiểu rồi, lúc nãy cô ta đi kiếm cái lô nhà và cái xôi nước đó ạ. Mệt quá, cuối cùng cũng xong rồi. Được rồi, xin lỗi về sự chậm trễ, mời anh uống nước ạ. Ủa, bọn họ đâu rồi? Trời, sao các anh bị trói hết lại vậy? Còn các bạn là ai? Chào bạn, mình là Ashley. Bọn tôi đến đây để dập những thành phần xấu, họ bí ẩn. Hả? Các bạn là cảnh sát sao? Không, bọn tôi là thợ săn. Và tôi có câu hỏi muốn hỏi cô đây. Cô tên gì? Tại sao lại làm việc ở đây? Có biết họ bí ẩn là một họ chuyên làm việc trái pháp luật không? Liệu cô có liên quan đến việc này? Tôi thề là tôi không có liên quan gì đâu. Marigo, cậu ấy làm cho cô ta sợ đó. Thì tôi hỏi cho chắc ăn thôi ý mà. Tôi là Nana, hiện đang làm giúp việc cho công ty này. Tôi hoàn toàn không biết gì hết. Họ nói rằng đây là công ty du lịch hóa trang gì đó mà thôi. Cũng đáng tin đó. Ủa, vậy là họ bị bắt thật à? Bị bắt vì tội gì thế? Họ đang hoạt động những điều trái pháp luật. Kể đây thì nhiều lắm. Tiếc thật, tôi đã lỡ nấu 20 phần cơm hộp để cho họ ăn tối. Mà giờ, thầy đem đổ sao? Ý, cô có chuẩn bị đồ ăn hả? Tuyệt vời, thế giờ mà tôi ăn có được không? Tôi đang đói lắm rồi đây, đừng có đem đi đổ, uổng lắm. À, được thôi, thế là tốt quá. Ngon quá đi, đồ ăn của banana nó ngon quá. Tuyệt vời. Sao hôm nay cô thất nghiệp có phải không? Hay là qua nấu ăn cho trung tâm thợ săn đi. Chỗ ta đang thiếu đầu bếp nè. Hả? Bánh là thật chứ? Cảm ơn nhé. Ủa, mà cậu người element đó sao ngủ ngoài đường vậy? À, cô ta bị sặc nước đó. Hả? Chị Inma, sao chị không ăn gì vậy? À, cho chị xin lỗi nhé. Chị không thích ăn món này lắm, nên đợi tí nữa có người cho đồ ăn rồi ăn luôn. Ê này, sao nãy giờ các ngươi im re vậy? Tao tưởng các ngươi sẽ thì thầm âm mưu gì đó. Mà tên nào có im hết là sao? Cứ ăn đi, đừng để ý bọn ta. Tao khả nghi quá, để em xem nào. Trời, các chị ơi, xem nè, có một tên lén nhắn tin ra bên ngoài. Hả? Nội dung là gì thế? Để em xem nào. Mọi người cẩn thận. Hey!
trời, cái gì vậy? Một cái xác khổng lồ. Kẻ nào? Là kẻ nào đã ra tay hả? Yo, xin chào, ta là Bastian. Bastian, không phải là kẻ đã gây ra tai nạn, tước đi mạng sống của Jerry, cô gái của Han sao? Hình như hắn là thành viên gốc ca hội hồi sáng bí ẩn đó. Hả? Có người đó kìa. Các ngươi đang làm trò gì thế này? Một lũ vô dụng, một đám con gái mà cũng đấy không lại à? Là tên nào nữa đây? Hả? Chị Marigold, chị không sao chứ? Hả? Ashley, Marigold, hai người bị cái gì vậy? Cảm ơn vì đã ăn đồ ăn tổng đập của ta. Xin được giới thiệu, ta là Nana, thành viên cấp cao của hội bí ẩn. Hả?